Mộc. Thưa quý vị, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Agribank chi nhánh huyện Xuyên Mộc vừa tổ chức trao tặng xe lăn cho Trung tâm Y tế huyện nhằm phục vụ hỗ trợ bệnh nhân di chuyển trong quá trình điều trị tại đây. 10 chiếc xe lăn được trao tặng cho Trung tâm Y tế huyện Xuyên Mộc có tổng trị giá 20 triệu đồng, được trích từ Quỹ An sinh xã hội Agribank huyện Xuyên Mộc. Đây là hành động thiết thực của toàn thể cán bộ công nhân viên Agribank chi nhánh huyện Xuyên Mộc, thể hiện sự đóng góp vì cộng đồng, giúp cải thiện sức khỏe của người dân trên địa bàn.